là người tỉnh thức chiếc sáng như bầm thái dương, tình thương vẫn bao la rộng lớn hơn biển cả. Ta cũng phải vì tha yêu thương và tình thức, Phật tăng thương hy sinh tha thứ cho mọi người, trên mỗi gương mặt Phật như hoa vừa đụng nở. Khi chúng ta niệm Phật phải quán đức hạnh ngài, Phật là người tỉnh thức chi sáng như bằng thái dương, lời nói Phật chân là người tình thức chi sáng như vầng thái dương, nhìn gương mặt thanh thoát khi đứng hay ngồi thiền, ta cũng nên hành theo hoài nghi chẳng ngạo niềm. Phật đi thật thâm sâu như nước trong Đà Lâm, tham ái hay đạo điên không khi nào lọt vào. Chúng ta niệm Phật phải quán đức hạnh ngài, Phật là người tỉnh thức chi sáng như vầng thái dương, là con Phật ta luôn luôn dâng đức hạnh ngài, không đắm say đạo điên u mê và thành kiến. Dù có được hai mắt khen thương hay trừng phạt, ta vẫn không lảng sao chuyên tâm là người tình thức chia sáng như vầng thái dương, nguyện đêm ngày tinh tấn soi hướng cho mọi người, cho những ai khổ đau mau quay về bờ xa. Người cả đời đôi gương luôn nhất tâm niệm Phật, thân ý không tình thành chắc chắn sẽ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử trên pháp tòa, đối diện quý vị, chắc có lẽ tất cả các Phật tử đang ngồi đây chưa ai mà tức là không có ai mà chưa một lần được nghe địa giảng của Đại Đức Giảng Sư. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái sự giới thiệu của chúng tôi có thể là trở thành thừa đối với toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi và Đại Đức đang hiện diện trước quý vị. Trước kia cũng là từng nếu nói học cùng lớp thì cũng đúng, nhưng mà cũng cùng tôi là đồng học ở tại trường Phật học Đại Tùng Lâm. Cách đây cũng tính đến đây cũng là gần 20 năm rồi, tôi nghĩ là như vậy. Và Đại Đức ấy, khi mà còn ở là một tăng sinh ở tại trường học Đại Tùng Lâm, thì Đại Đức có rất là nhiều cái tài năng, và tất cả tăng ni ở trong cái trường Đại Tùng Lâm ở khu vực đó cũng đều ai cũng cho cũng bảo rằng Đại Đức là một trong những người mà có văn hay và chữ tốt. Và quả thật là như thế. Sau này quý Phật tử biết là tất cả
các cái lễ mà lớn thuộc về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ các cái lễ như là Đại Giới Đàn cho đến lễ Phật Đản vân vân, thì gần như cắt tất cả những cái lễ lớn đó thì Đại Đức là người mà đứng ra chịu trách nhiệm về cái khâu trang trí cũng như là hướng dẫn chương trình đến những cái lễ rất lớn ở thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và những cái lễ khác ở các cái ngõ tỉnh khác nữa. Và sau đó thì chúng tôi rời Phật học Đại Tùng Lâm vào năm 97. Và sau đó thì một thời gian khá lâu thì chúng tôi không được gặp Đại Đức. Và sau khi mà trở về làm việc lại ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cũng có thỉnh thoảng gặp Đại Đức lại một hai lần, nhưng mà cũng không có cái thời gian để mà nói chuyện cũng như là trao đổi. Thì có một lần tình cờ thì chúng tôi được biết Đại Đức qua các cái địa giảng rất là nổi tiếng. Và khi cho nên là khi mà đạo tràng Phước Duyên năm rồi bắt đầu mở cái đạo tràng thì đa phần là quý Phật tử đều yêu cầu chúng tôi là thỉnh cho bằng được Đại Đức trở về cái vùng quê này để mà giảng cho toàn thể đạo tràng. Thì trong đó nhất là các em thanh thiếu niên rất là tội cứ lên nói chúng tôi hoài, nhưng mà chúng tôi chưa có sắp xếp được thời gian. Thì hôm nay á thì lại Đại Đức lại hứa khả, quý Phật tử biết là Đại Đức rất là nhiều cái công việc Phật sự, nhưng Đức cho tôi biết là cái lịch mà Đại Đức làm việc là cả một năm chứ không phải là chỉ có từng tháng, cho nên là cái lịch đó là có một năm rồi. Cho nên là may lần này mình thỉnh được Đại Đức, mà Đại Đức về đây thì rất tội cho các cháu, thì các cháu lại không có mặt ở trong hôm nay, gần như là không có một cháu nhỏ nào cả. Vì đây là cái mở cái ngày tu mùa hè cho tại chùa Hồng Pháp được mở, do đó mà các cháu tập trung trên đó, ở đây không có. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta rất là có cái phước duyên được Đại Đức nhín được cái chút thời giờ quý báu mà trở về đây để chia sẻ những cái lời Phật dạy, để cùng với tất cho chúng ta làm hành trang tu tập một đường giác ngộ giải thoát. Đây quả là một cái phước duyên rất là lớn, cho nên là tất cả quý vị phải lắng lòng thanh tịnh trang nghiêm để chúng ta đón nhận những lời giáo huấn từ Đại Đức, để chúng ta làm một cái phương châm căn bản trên nền tảng của tu tập trên con đường giác ngộ giải thoát. Và giờ này thì duyên đã đủ, thời đã đến, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức giảng sư bắt đầu buổi nói chuyện sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết thì xin cung thỉnh thầy trụ trì cũng như tất cả quý Phật tử chúng ta niệm hồng danh Đức Phật cùng quý vị. Cùng mời cung thỉnh quý vị ngồi cũng được. Chúng ta niệm Phật ba lần cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Đại Đức an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, lời đầu tiên thầy xin kính đến tất cả quý vị lời cầu chúc an lành trong chánh pháp. Thật ra thì thầy không có ghi gớm giống như thầy trụ trì ở đây giới thiệu sản phẩm đâu. Cũng là ông thầy đầu trọc thôi chứ có cái là cái gì đâu mà đa năng đa tài. Thật ra thì thầy với lại thầy trụ trì ở đây tuy không có học chung một lớp nhưng mà học chung một trường, rồi thời gian gắn bó nhau ít nhất cũng 3 năm. Trong những năm tháng mà ngồi tại Phật học đường Đại Tùng Lâm vẫn đi một thời gian rất là xa, sau khi thầy học xong rồi thầy lại đi hành đạo, đi hoằng pháp, cho nên tuy lâu ngày không gặp lại nhưng cái tình huynh đệ, cái nghĩa pháp lữ của huynh đệ của các thầy thì nó vẫn còn nguyên vẹn giống như 20 năm trước.
thực ra trong cái cuộc sống này thì giữa bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu bộn bề của cuộc sống đầy sự lo toan, chúng ta rất là mệt mỏi với được mất đời thường, phải không? Một ngày từ sáng sớm thức dậy cho tới tối bước chân lên giường, bây giờ quý vị dành 30 phút để suy nghĩ coi một ngày đó chúng ta được bao nhiêu niềm vui và bao nhiêu những nỗi buồn. Sự an lạc được bao nhiêu, nó có so sánh bằng với lại những cái nỗi lo toan phiền muộn? Quý vị cứ nói trung thực ha. Mời bác, đây là ngồi ngoài trước nè, tóc trắng như mây đây. Chắc cho xin một cái micro nữa, đưa xuống để bác nói chuyện chứ, để bác nói có một mình thầy nghe, lát thầy cãi không lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thầy hỏi cái câu đó của con thì con cũng rất khó trả lời. Là vì những cái niềm vui an lạc và cái niềm đau khổ thì mỗi người có mỗi cái cảnh riêng. Đương nhiên rồi, cho nên mới hỏi bác. Dạ theo con, cái còn bác giống thì hỏi gì thầy biết hết rồi, phải không? Nếu như bác giống thầy thì mắc gì thầy hỏi. Cãi không lại thầy. Nhưng đâu mà bây giờ thôi thì con xin trả lời cái cảnh của con. Thì ngũ Phật là con cũng thấy con cũng rất là được an lành. Là từ sáng tới trưa thì cái niềm vui của con thì cũng được 50%, còn cứ bình thường cỡ 30, còn cái sự mà lo là toan thì cỡ 20. Con xin thầy và tất cả đều tức là 5 năm đúng không? Vui 50%, buồn 30, còn 20% lo. Có một cái ngày nào mà cái buồn nó giọt lên trên mức trung bình không bác? Dạ thưa không, nhưng mà ngày an lạc nhất là tháng con được mấy ngày đi tu tập là an lạc nhất. Một tháng được có mấy ngày tu tập an lạc, còn mấy ngày kia cho chết luôn hả? Thì mấy ngày kia thì con cũng thưa cùng thầy và tất cả đại chúng thì con đã đi ban đạo của con kể 50%, còn tất cả kết kia là dành cho những cái việc khác. Được rồi, cảm ơn bác. Thôi đạo tràng cho một tràng vỗ tay đi. Tu hành mà được 5 năm là cũng nhất rồi đó. Thầy ở đây mấy chục năm trong chùa chưa được 5 năm nữa đó. Bởi vì thực tâm mà xét lại đó, thầy vẫn thấy một ngày mình phiền muộn nó nhiều hơn, lo toan nó nhiều hơn là cái sự an lạc. Mình làm bộ an lạc thôi, hoặc giả là mình bị một cái ảo giác, mình cho rằng mình an lạc. Ví dụ như mình quỳ xuống mình lại Phật, hoặc là mình tụng thời kinh, an lạc không? Thử coi có người nào tới nó đạp dò mình có an lạc không? Mà làm gì vậy? Mắt mày trên chân mày hả? Mày không thấy tao đang lại Phật đi sao? Phải không? Rồi ngồi nghe thuyết pháp an lạc không? An lạc sao dành gốc cột? Thấy không? Chứng tỏ quý vị bị ảo giác của an lạc. Chứ đích thực an lạc nó như một cái gì đó, như sương, như khói. Có mà cũng là không, không mà cũng thành có. Nếu nói rằng không thì chúng ta không thể phủ nhận là không được. Tại vì thỉnh thoảng chúng ta vẫn cảm thấy tận đáy mình nó có sự an lạc. Nhưng bây giờ mình bảo rằng mình an lạc hoàn toàn trong những thời khắc đó, chưa chắc. Nếu được an lạc tại sao thỉnh thoảng mình còn liếc, còn thấy, trời ơi mày mập như vậy mà mày đứng chần chần người ta còn thấy ai nữa, phải không? Chứng tỏ cái an lạc này nó chưa phải là một nguồn sống đích thực. Nhưng mà chính vì lẽ đó chúng ta cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, và mình phải có một cái khát vọng để cầu được an lạc. Để cầu được an lạc, điều tiên quyết chúng ta phải nhận chân được những gì làm cho chúng ta phiền não, làm cho chúng ta động tâm, làm cho chúng ta khởi lên vọng tưởng. Tại vì chấm dứt vọng tưởng thì chúng ta mới được an lạc. Cho nên muốn được an lạc, quý vị phải nhìn cho ra được vọng tưởng hay là cái tâm của chúng ta nó động liên tục trong cuộc sống này, phải không? Muốn hết bệnh thì phải biết mình bệnh gì. Trời, tự nhiên đau bụng gần chết, tự nhiên cái ông đó tới đưa cho mình viên thuốc sổ lại. Ta thấy trớt quớt rồi. Ta biết mình đau cái gì phải không? Đó. Mình bị bội thật hay là mình bị trúng gió hay là gì? Cho nên mình phải biết được mình bệnh gì thì mới có thể dùng.